Chân thông thiên trí mà đó là có nơi sắp kết khởi tham mình tràn bạn chân bạn chỉ khai được chi tiết chọc ở đó mà xâm lẹp ở đây là chỗ mà mấy chân chỉ cần lại đẹp toàn miền xã công và đại tập vì có màn chân nạm môn tất cả là những khởi tham mình tràn và thay bần tay dạng nào cả đó mà chung tiết khi ông sắp kết khởi tham nơi khăn ông chậm nạt ca ní vì hạ đôi chỉ thua lang bằng toàn và chân ở vậy đây là khi ông chọn chiếc xe nổ nó xua thật ta là phê đẹp còn chọc đà màu tăng tiên ở tiên đi kết thả phải hai chìa buôn đưa gặp trăm chân làm môn nâng ta ở nhà thô môn lực than nơi khăn ông làm bọn nâng quát bàn miên chặt thiên cái khá và ta quát bàn đặc tương quát bàn phạm của mọi một tăng ti quát bàn phần đất mơ là ta sở nhà nẹ đẹp mò nô và thật ta quát màu miên thật sản nạng nâu quát màu bị tí tăng na đưa gặp bất tê na và thay tu được gặp tẹp và đại tật bọc quả nâng gửi miền trong kia dạng đường tích và ngọt nâng sẽ là chiều với đại dương ọt bàn nữ và thay chúng mình tha ca bị phẩm bán sản môn nốt ở nhà thô mùa tha nâng bàn thơ với thiên cái đấy phải chỉ bán cơ bản tay xô mọi bọc hai
bà xong mình lược bị chúng nó đi làm phong đa nằm bây cắt nó thôi nếu bật đi cam bì ở mà hạ chôn rưu mùi có bì giả hạ cùng khuôn này nó để qua tới cặp phong tay tập tù rộng cả sân nào chạy chạy bà ta nít chìa vây đài là khi nhóm sắp kết khởi hơi bây giờ mình tiết xong hạ đôi chuyện ở khăn ông rương ní miên tài giả la đi thân đi tế đã có đã chênh mục nữa khăn ông ca chặt về tiền là ca chẳng xâm nô chấm tổ lọc tờ vinh thật ta cơ xuống phẹp quan xem xem tiết nó có miên tu nè tiền đại tế nữa khăn ông rủ ấy rương ní bởi dân kết tất cái miên thả bàn trả tăng phí thôn tiền tất tăng phí chôn lập hóa tăng phí cơ xuống mà hạp tế và thay xong cung một cách nâng ca nghĩa có ai cho phẹp quan nữa khăn ông ní chóng rưu một chóng một tay ai sẵn nữa khăn ông tay xong mặt kịch và ní chỉ chấm nào vào đoàn tụ tư có phần tay bà nhà ha đài bố rốt tay tài lược lại một đi chịp xe nẹ đài là cầm phụ tài miên bà nhà ha rùn này lưu tay tức tài đó nó quạt bàn lược lại thà quạt từ thu sqol ông bì ca rùn lưu tay tức nâng việc khô chấp hỏi bàn bà bò là bài thàn có phần tay ca đài đặt áo xa nà vát oi phụ quạt thầm dạ phê bà bì tháng ngày cứ thật thử thử bữa tam đó thay cầm nón thử là rưỡi cho nhỏ hỏi ban cho đại khát nó thay sai này tại mà đòn chia ca mũi đã bị lươn pi bị phải nhập pi chẳng cái nữa chắc ban luôn còn đông dây lực mà mảnh ta phụ quá trong ban chuẩn bị bị muốn nó đại tế ban từ đình mà đòn đại tế đòn đại tế ban phải vô cho mấy khác như ở đàn dù ở ban tụt bỏ mình hay dùng chiêm tẹt tôn từ nẹn nuông pịa lục miệt chăn lục miệt chăn phải cái đây nơi sờ la đi tiếp tục pin lục áp ba đi tiếp tục pin lục khung xây nãy có bật tai vẫn miền ca chờ lo to bằng pi pành hà nên là lâu tì bà hay dùng những chiêm xuống lục bật bật lo tiết bằng pi ca đặt áo san viết ao chạy chân đi có bật tai bởi dương bị đất mưa từ khang cặp bông chân nắng rương nít vì mình chỉ được thay thế nên cặp bông chân nắng tăng pi pòn đập vào bay mày hãy đừng lục ở đám bàn lực láng tha chậm nát ca rương nít xuống một tí bẹp bón ở ban châu rúa phía trên đã bẩn tốt từ lửa nhà thô mùi than tèm đòn khát cổ đồng ở trên đàm có một thêm một ngày nên được cổ bông chức năng ở toàn bạc đọc phải chọc là lời thế thuộc bây nơi cô ca nơi cổ bông chức năng lúc đã chỉ đôi thạp đó đầy sai sắp phải ta sẽ nhập khăn ca ở chùm liếp và chia bọt năng ao bị lưu tức từ đó đời lưu cụ cũng chẳng trên đàm bạc ở lâu đi đào xa tạch nhóm một nạ sử dụng lục hợp đồng mà đoàn tiết nước ở bà to tiết nước trả lên trong ban khơi vọt miên phía nhờ bao nhiêu mà rút tiết hái cư lục hình phung phung hình và lục phung hình cư chiên sử dụng chức sử dụng công này sát đà nơi nơi khăn ông phung trầm rõ khung ràng tớ sau còn điên khát bồ sát hay lúc miên bọt phía sau rùa nơi lưu tực này tràn cho nam bằng hai mà tôi làm pin đi thắng từ tại một chiều vượt hai lần lượt mà đọc bên hết lúc mình toàn mình là tập tiếp sa chiều tiếp ru chính rồi một cỏ rư làm nơi than bị lướt tức mà nơi lướt cuộc này lao đi là khi mà xôm chấm tiếp xua luôn ở phu hi bị chấm ngay bạn ba chỉ là xua bạn đại sa ta lâu đi là dân ban cập phun để chơi cái này ông pika chấm liếc và chia prot pi đàn tức nơi khôn ông phu mà sa đi thành phố bính đam bay sừng cru tuần lễ ở miền bài than là o làng bình chấm trong ban riệp rọp đặt to vì luộc phùng hình đặt đặt lọp ruột nơi lượt tức tràn tràn mà họ đi ta ca ruột nơi lượt tức này vì chẳng mạch mà tạm bỏ mưa to vì mít ở tiệp bôi chẳng mạch từ lượt bà để than bắp bò chẳng mạch lượt bà để than hai vì bên bánh hà chọn để khác đài bị chìa bớt nơi tại bẩn to ruột nơi lượt tức tụ bầy chìa đằng luôn tha ca ruột nơi núng vì sọp cho bắp bẩn sọp cho bắp hay bên ca bắt cái từ lượt bà để than giang nam nước bà sông chơi bà luôn phùng hình bà nấy chia cái mặt xăm muối xăm xăm cho luôn bà hơi dây cái riêng nè để đốt nó được tất đăng đăng đá đăng thà miền ca ta bỏ nhàng khang rừng tạ than nó lừa tay tất năng hay chưa nhưng mà dây bị không pin thế dây bị khay nhưng mà tôi nhưng mà bạn đang không pin đấy cái nâu rồi biết na hay cái cũng nát nói nâu biết na cho bị tê na mau nhưng mà đang tận tay chụp con nè nâu lần tất đi tăng vì đồn ta mau nó cứ cất rồi lâu tận nâng hay cất ăn miên một lọ bò ăn miên chấm nia như vậy chưa rồi hay cất tận đâu lấy cái cứ phải ni cất chắc thở ni sa mà mục này chẳng cà rồi đâu cất cứ bị bỏ tốt bay càng phải dưng ở tận miên vượt ba cái miên sọp sọp ấy miên sọp được mọi sạp mọi ấy nâng từ nó lưu trong chơi ấy cất chất ta rốt nơi tàu thế mấy cái phê ni cất bởi vì đôn ta cất năng hời bà
bà thấy ruột cái bà bỏ luôn bà ruột nơi bà trăm ngay à cả sầm to xin xin để prapra thắng sấy khát đại lục bơi khơi thả bà bỏ chôn tự tình lễ hỏi tụ bây giờ đang thả mình bỏ bà bỏ mình bà bỏ cái hơi nơi tại tầng vua nên tại vua tiên đúng miễn sấy khát ai được rộm tịch bán thế lục phùng hình bà cả bà bỏ luôn tự lễ này cái bà bỏ cho na miễn đừng một thổ riêu một thổ rừng là bỏ à bỏ soi miễn thong plastic gì luôn cái một thổ riêu một thổ rừng từng o để tiền của man cứ bỏ cho từng từng mỏ mấy cho na thấy cần đâu cái này na cần cho cái này đừng đừng gì ok thì cho cái này na mà cứ rồi đâu cái này đừng thấy anh đừng nhưng đừng gì mấy bên đi bao trong cát mà hay khơi su cha cha cho nó mướn cái đầu thành chân đấy hay xuống bây giờ chạy vào chật buồn máu khi ở cột kẹt mỏ cái đầu trong cát chân đâu có năng cái số chân đầu từ lì với nhưng mà tham đừng mày bà chia từng lọp từ hai bà bà ông con lục phụng hy tin chết khi ông vừa từ lọp mặc lục thay mấy chỉ thay chết nơi sầm nua một chấm nua là lên chấm trăng nghĩa tại lục hai mặt đom mình đôi lục hai mặt đom ban lục bị kháng đam chẳng hai hai gì nghĩa tại lấy mưa tới tháng bọt sau nơi gặp bông chân nắng tăng bị chân nắng đôi chỉ đặt ở san với ở rù trên nung tăng bị chân nắng bị bọt đọc bằng bấy mày tại bắt đầu pin đi tam khiêm đơn trong cái này tụ bây giờ mình bắt đầu đầy sai sắp phải ta tại bộ quạt nơi nó có ớt trong tình này đà từ ban và hai chị đắp có sai phần năng trên bà tam chẳng là tụ bàn bộ biên đôi thật bộ quạt mình trong tư vấn đôi trên lục phương hình bàn lực lại mình những chung cá xong tẹt bòi quạt tiết gồm còn trong nước phụ thao và ớt mình là bòi rô xí được bàn miền bán được cả quạt là lực tực năng hay chắc nghĩ mà đi thì cùng với người ta ở xa là việc bơi ngay đi nằm miếng sẽ tập hiệp đấy nằm miếng sẽ tập hiệp đôi ca đánh ở bên chia bờ pi đập bắn bằng cọ pi đập bắn bằng tập quân nâng pi đập bắn xem xem đi bộ đây cái lại ở đại tế bà lục hai mặt âm một từ và chắc sau này về chỉ về liền môi đại lấy hay khi ông của bạn tạm đàn đạp tẹt toang cho môi nâng nè chúng mình mọi khi sầm phòn nị sạt cầm chia để quạt bàn được láng đó để quạt miền bắc sao tẹt tông cho mùi nó tẹt và đại tận đi quạt thay chẳng hỏi nó có từ cà phê mùi khai làm bây giờ rửa ruột đang bớt sân chia mình miền cao chúng tôi được tập luyện được cam bên phía chia phần ruột nơi phía nút còn tại bớt sân chia rửa đôi bằng không bài đi tôi tại chỉ lẽ cái nạn mùi ở sầm đau và từ tẹt năng tạm đó còn tại chúng chưa tha bắt đầu quay chụp bom đi hỏi hay đầm bay chỉ cả đẹp xa đâu một mọt bất tế chiết bỏ dưỡng dưỡng khu nào ở miền rụng hiệp bất tế bất tế nền chẳng tiết tế nhưng khu tại chủ chế nền bà bà cả đầm miền cả chủ chế nền hay bỏ mình chẳng tế bà cọt chỉ phụ quạt nâng rửa bì cả lấy nâng còn ai tế bà cò phanh hà rửa bộ thiệp à nà thơ bà cây bà tay nâng cả lấy nà môn sinh chết cái thảm bản bà tế bà tam chung sạch đám nó đôi chì miền này đại lục thừa tin nước thừa bàn ra phòng miền mà chân nuôi nó có sự kiện này chẳng chỉ cùng ruộng mà quất mà sân chỉ cái trăm vạch tờ tận đinh quất quất chặt trên được nông phê phần đằng ấy quất ai nâng ở rư cờ và đồng cờ đẹp của đại tật của quan nâng từ lư từ cào mấy chẳng tờ chẳng quất ai nâng từ bờ tèo bờ tơ nâu ở nhà thô nâu không khai trừ cô hàng ở mua là than xe nam mua tiết hay là phía asakam và sân địa dương gì phạt than gì ភាពអឹមប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពភាពលេអីអស់ហ្នឹងវានៅតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរថាវាជាប្រទេសយើងតែមួយគួរទៅដល់ណាក៏នៅកម្ពុជាយើងដោះស្រាយវាហើយទេយើងកុំឲ្យវាដូចពុកបលាយដូចនៅកំពង់ឆ្នាំងនៅកន្លែងណាផ្សេងផ្សេងនេះជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំបាទប៉ុន្តែសំណួរខ្ញុំបាទចង់បានការបញ្ជាក់ថាថានឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពដូចការដេញប្រជាពលរដ្ឋ នៅយើងបាច់ថាភាពធិទ្ធកំពង់ឆ្នាំងក៏ថាបានចេះបើភាពធិទ្ធនៅស្ថានភាពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចគ្នារវាងដេញប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់លើគោកនិងប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅក្នុងតំបន់លើទឹកនេះបាទហើយដែលពួកគាត់នឹងឥឡូវនេះមានតួលេខថាប្រហែលជា1000គ្រួសារហើយភាគច្រើនជាជនជាតិវៀតណាមហើយមានជនជាតិចាមខ្លះដែរនៅក្នុងចំណោមនោះតើនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេហើយបើសិនជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពតើវាមានកត្តារាំងស
cả tục tía ấy nè. Bạn viện tẹt tôn cho môi nâng ca bây giờ dây ông phi cầm lăng xong phiết ai thơ ban và chỉ ở nhà thô nó còn ai thơ ban vẫn còn tha rút tiếp đại tận lọc một mình nó về phần nào nó về 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 đầu chiều vậy nhưng toàn mà khơi hái trong mưa khơi ở đây để bằng cọc nơi khăn ông sẽ cam ở phía lên môi tiên lúc
về tẹt tông cho môi nâng cho là na chiên để dùng và rồi ấy đòi xa miên khơi tha chi chiệp cô rót phía tây Việt Nam nó luôn được lại đang dương khơi làm hai chân mà cho nốn quan tro chậm nát cả bỏ anh nhà thôi nè chứ ngàn nâng ai chia với mũi để quan tro từ đó có sự tập hiệp này cả vấn đề ở bàn ở khan tại bàn này không còn năng thế này bạn đi chia vay đại là kêu mới khởi bạn học quân bẹp pon năm bảy hai đấy đấy xin sợi của bạn sầm phe chỉ mui đồng nang bọc phục quạt đại ru nơi lưỡi tật chỉ bọt đại cặp phục ru nơi lưỡi tật nó cứ lục sầm chứ đại chỉ bờ thiên sa mạc cùng Việt Nam khmer đại ru nơi lưỡi tật ni lục của bạn bằng hai đại tha quạt tu score đôi lục phùng hi bạn của bạn bị chết lúc hai mặt đóm của bạn lực lượng đã thắt quát hạ bên đôi chân tu score chấm pua cầm ho rồi phục quát đại mặt tăng tiền nếu bài bản là thập tay rưỡi mũi co bổ miên ca ăn nhạt bìa nhạt thô mùi than rưỡi quả nhạt thô rót thả bị ba na mùi bẹp bòn na mùi tì phần tai ca ru nơi đi vị trí tầm lọp tam cái to to cái vị tràn chân nam hào khát đôi chân bàn lực bị kháng đam chắc ta mình tích chiêm pram chân nam là tì chứng bị khát để chọn vậy tha co khai chỉ bài thở hơi đại miên ca rằng cắt tăng bị đào mà nó hao chi phí cam nó thông thông tiếc của thông thông bài tre ấy là thông thông mình nghi giờ chênh đi anh chứng quạt tha nên chỉ cao là bạ môi hơi tiêm ti ở nhà thôi chỗ luôn tự khó tới lưu bàn nhà này đấy đòi đo ti còn lại nặng nơi xóm rúng là bò rốt xì xóm rúng đã nửa pì đã ao quạt chạy chênh pì cả lại nình xôm sáp và xa là bò luộc sâm chư vẹp bòn năm bàn nhà này tịch bạn đầu xa bọn cô đã có thua nơi nướng tam sinh năm hai bữa xuân thì chơi ngõ quạt bộ đồ thì tăng mấy tôi là ở quạt nướng tiêm lẽ cái nát trong trời rồi ấy cây bãi bữa xuân thì chơi mình lại từ ti lạnh cha bọn quạt tranh tới vì mình ca khu khả cha trứng nào dân biết rồi lại đi xin cùng bình dương mưa tới cái nát nào ở sông sọ ở bọn cô có bàn tranh tới vậy nhé bạn nên chụp ảnh ha, tầm khăn robot phụ quát đã phụ quát mình chọn chạy chạy này, chân chọn chọn nghĩa từ lục phung hình ta lục ai chạy làm lệch bọt thì sao cả đã ảo san việc rồi dẹp pin buổi sáp đã ở rồi chạy ní viên đừng chụp bị bọt ấy khá hay đang việc chụp chơi rồi còn chụp chơi hơi mua hết ấy ban chỉ chọn ảnh lục phải chạy bị kháng đá mà bạn ta chọn ảnh lục phải chạy là bạn mua hết ấy ban chỉ phụ quát mình chọn lại là cục bên này bạn và tầm chân lục phung hình mà và hôm sau luôn cái ta đôi thà cái tôi mình chấm niềng để cái cá mao chẳng được chấm niềng cái trái phần ná cái thơ phần nặng rồi cái rô bón xế đôi khơi nhá gì khơi này bông chân ấy sông tru ấy chẳng khơi nhá rồi đây cái thôi cái ở trên đâu đây cái đâu nào cái lề bình mua hai gì chấm khăn đương vị chia chỉ việc khăn chấm niềng như ở trên tầng ngóc này lừ chẳng kết cho làm rõ nào nâng cái lề nữa hay ca để đã thân ca thả đánh cất ở dạ bề mặt tất nữa ai tới rùi tê đôi chỉ bài trái ấy chẳng ta anh tớ cất đừng khỏi khả trả ơn bà nhưng khơi là đã đi về đôi về lươn tê bà sẵn dự phơi ở dũ vân ra ôi ban xâm rách về lo đây dừng dự việc thiệm ớ bà cụ thầy dự nạ dũ vân tách ta ôi việc xâm rách á nên gì cô cả lo cái nó đã chẳng thích được việc ខ្ញុំថាតែទៅមួយទេអរគុណបាទអរគុណប៉ុន្តែបើយើងលើកការណែចាក់ស្ដែងនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅឆ្នុកទ្រូអីជាដើមនោះផែនការដាក់ឲ្យរឺរុះបណ្ដឹងចេញឬមួយក៏ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅពីក្នុងទឹកទៅលើគោកនោះគិតគូតាំងពីមុនឆ្នាំ2017ដែរហើយចាប់ដើមអនុវត្តមែនទែននោះជាផ្ដើមបណ្ដានោះគឺនៅឆ្នាំ2018ក៏ប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃនេះនៅតែអត់បានទទួលជោគជ័យដដែលនៅតែរុញទៅរុញមកដាក់គ្នាតែដដែលចាចំព
dừng phơi với xả lỏng bong đó bật tham mình vị thị xã đang thêm cá thế nhưng rồi vị thị xã giảm muối tiết phê tiết làm bay phơi ba nọ nên dừng dừng cái khó dừng khơi là khó dừng cái trâu vĩnh làm bay phơi ba làm lại tới dừng bàn chục chỉ rồi bạn ocon lúc phụ huynh chọn ai rót thao với ba bậc thưa mình chung chơi tí xong ai rót với thi sát mấy đại ai từ ban chung chơi nhưng chọn nghệ từ lúc hai mặt đầu với nhà lớn dương chọn chơi chơi từ lứa ông people bắc poland antipol chết từ lứa bài than mình nhẹ với chia xa ông ca chín on trả chết phải kháng bài than của ban rồi khơi chỉ bắt đầu đại ông people bắc poland antipol nhẹ ru nơi lứa tức ní vì bắt đầu nơi bị bắt chẳng mấy khác đó tuần lễ đó tức sầm khán lúc bị ban thưa ao
trầy có miền phật pháp bồ đề trầy mà cha chít sập chi vậy chấm đó có miền phật pháp bồ đề trầy có chữ có lực là thật trầy có chữ mà nước có chữ này ông pi ẩn tịp bồ đề ruột nơi lư tức đại miền ca cột cột trầm tới nước việt nam mai này hầu nước phật pháp bồ chỉ cha tiếp bẹp bồ đâm bảy hai chi vậy chấm đó nhưng chân chấm chân ở lục hai mặt lòng đại chi chấm nên này chấm đi hàng thuần thiên thom chỉ chấm xét tức hay nâng akas chi này tao viết nước phật pháp bồ ấy chấm bồ bảy hai này lục lòng và tìm mũi dương sự kết khởi thai chi phần màn bọc trầy nâng chi mũi nâng chi phù rõ đại quạt màu ruộng nữ còn là bà sân dự con là chi ca bò rịp phố vì ai mình thói cho khlang khla tế còn tái dương mưu rụp biếp đại quạt chạp trầy bà sân chi miên chi ca chạp đại mình bọc ở đấy đại là thua ai bạc bò tự đó là khôn phù bạc bò tự đó là bọc phết đại vị chất phốt ấy ổn nâng hai miền ca nom chênh và với đại sầm khánh nhưng mơ từ đó ở trong vạn này ca lụa đồ chai chai và quạt tiền mà chứng bờ sân chỉ quạt phần to ở với đại chỉ lẽ cái nạ trong tri thông hay chỉ lẽ cái nạ môi đại là mình kết thu từ đó là đoàn đặc biệt bỏ biến đấy chứng với đây tha quan năng phần to và năng phần to vừa ca chân lạp bì cái lái môi từ cái lái môi tầm bay bật to chỉ vừa ca một con nó cô phải chiều với đại là nhà thuộc đẹp quan thử mơ loại bàn đặt đo bì cái lái nữa đây cứ về mình thầm tại chiều đường thà khâu cho phong đặc biệt tình lễ phần tái với ai đẹp to cho môi người đàn đặc biệt này chưa lập hồ đi còn đại hỏi dương khơi nơi mà chúng nói tiếng nó tẹt tôn cho môi nâng sốc của phía bà nà mây và bộ quạt rụt này nâng tại với quạt trên nhạc rụt nâu nâng quạt bà sân chỉ quạt mình rụt cổng cả xâm nó với lục côn cái gì bị kháng đám nâng hoặc tăng răng tăng riêu bọc chô nâng lại nâng chân nhạc đầy tự cuốn phó là bà phó là với chấm miên máu cứ rụt quạt này lúc này bà bà này chỉ chúng chưa tha vì ai phó bà phó lấy vì ai khó khăn nha ta tam ti tăng ta tam sẽ cầm một tiếp xem xin nha đây là phục quạt rụt nữ phần tác bà sân chỉ dương sẵn kết khơi đôi lục công khí nâu bà to lực làng là đá là vẻ đại tờ rùi vừa là phục quạt lọt rụt nữ cả lại nâng quạt nâu nâng chân bà sân chỉ dương đau tờ lư bên này thà trung lịch phòng phát phóng chân dương và hai chia được lô của lương lái tại sân địa phương là ban chủ chế dương rô bị thiệt gì chứng dương chúng chung không chúng mà chào vào đòn thả đôi chia nâu riêng đại rút nâu đẹp và đẹp tất mệt miên mà tới nâu Việt Nam nâu Thái đại chúng lọt từ đại nắng cái lái mai cho nốt không như thua sạ cái cài này mình này thả thì mỗi cái ai cướp cướp cả sầm nọ thì chế điệp chọn chặt chay cả rút nâu lơ tật nắng đào miền phía sạp bạc bạc kế hãy việc khai tới chứ cái lãnh tế sẽ cho để tiện tiền cho mình chúng lúc ai ca đại rưu của quán nâng tranh vì cái lãnh nâng tới hả nâng chia mà chúng yên tiết đại dương khu tại cực đại bạn ốc quân xong đòi khai tới lúc phụ hình bình mơ tạm ca lực lãng nâng lúc phụ hình trong có quan trâu ở miền ca chúm liếp và chia bỏ rốt chênh bì đầm bòn rù nơi lưu tật đai phụ phú quát còn dù cho bác ná ông bì cả bỏ cho cả xóm nó cực bạp giang rừng rưu tàng Việt Nam bùa lấy chỗ tức đến việc đó phá bỏ đó phụ quát rù nơi nông hay mình tập thấm phụ quát rù nơi nông trên rù nơi ở sài phó tức tử lê cao mà phụ quát nó có mình phá bỏ bỏ xinh tiệt đài chẳng bước lúc phụ hình thà quam trô ở miền ca chấm liếp và chia bỏ rốt mình chúc ở nơi lưu tật đi đai ta lúc chọn ở rốt thái bát thôi chẳng mất đạp bay quam trô chẳng mất khá đạp bay ai chia bỏ rốt tặng mai tặng chôn chấp sinh sinh ru nơi lưu tật tật lê đòi khuyên ca cục bộ ngàn mai bàn trầm tới đi ai sốc chất sốc cái hai trôm chạy chánh hai sân cục tật lê ở miền bản thà lõi là quên nhau bà xong xong tha chẳng đáy bờ sân dì rật bờ rật khơi tha vì cho nơi từ lê nên thôi ở tức cọ hay thôi ở bắc bộ lo tập phật thiệp hay tập phật lo chỉ biết chấm đoan này rồi nào không tức nắng cua ta đặt vị tha bá cua ta cất lục lại nào cất nào vẫn hiếm gì ta nè chỉ cho nên nó sọc cho bạn biết á bà
អ្នកដែលមិនមែនស្គាល់ច្បាស់នៅលើប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំអត់និយាយទេកុំឲ្យមានអារម្មណ៍អីនៅថាខ្ញុំនៅកាន់ជើងបរទេសអីទេតែខ្ញុំនិយាយតែអ្នកដែលនៅជាបរិបទស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាគួរតែរកកន្លែងណាមួយឲ្យគាត់ប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីដោះស្រាយអារិញជីវភាពរបស់គាត់បាទឲ្យត្រូវត្រង់ក្នុងលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់បាទដូចជាដីសម្បត្តិណាមួយគួរសមនៅឲ្យគាត់ប្រែមុខរបរជាដាំចកាអីវិញទៅឬបង្កើតបុត្រតំបន់វារីបកម្មបង្កើតកូនត្រីអីនៅលើគោកដូចនៅប្រទេសគេជិតខាងយើងទៅក៏ល្អម្យ៉ាងដែរបើតែបើដេញគាត់ទៅព្រឹងទីអញ្ចឹងគាត់ទៅរស់ឯណាបើដេញទៅលើថ្លៃថ្លៃយ៉ាងនេះគាត់មានលទ្ធភាពណាទៅទិញបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកពូហ៊ីដែលបានចូលរួមមតិយោបល់សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកហែមម្ដងវិញតើមិញលោកបានលើកខ្លះអំពីបទពិសោធន៍នៅប្រទេសវៀតណាមនៅប្រទេសថៃនឹងហើយក៏ប្រទេសថៃនឹងក៏មានភូមិបណ្ដែតទឹកច្រើនដែរគេថារហូតដល់មានបង្កើតជាផ្សារទឹកផ្សារថៃនៅផលហើយគេអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាការជាពិសេសការបណ្ដឹងចេញគម្រោងបណ្ដឹងចេញនេះអាជ្ញាធរដូចជាមិនទាន់បានបង្ហាញថាផ្ដល់សំណងអីអ្វីទាំងអស់ចំពោះបញ្ហានេះតើកម្ពុជាគួរតែកែលម្អយ៉ាងម៉េចទៀតយកបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជិតខាងយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋពីលើទឹកនេះប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយមានការជឿនលឿនទៅមុខបានបាទបាទខ្ញុំជឿថាបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជិតខាងទាំងការកែឆ្នៃទៅជាភាសាតំបន់ទេសចរវាមិនមែនជារឿងថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាចម្បងយើងចាប់ផ្ដើមអំពីផលិតមើលទៅប្រព័ន្ធតម្លាភាពនៅគណៈដីភាពរបស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្វីដែលយើងកំពុងតែឃើញគឺជាការស្នើទៅយើងគំថាការបណ្ដឹងចេញការស្នើឲ្យមានការផ្លាស់ទីចេញពីកន្លែងហ្នឹងដោយសារអ្នកមួយចំនួនគឺច្រើននោះគឺថាគាត់ខុសច្បាប់ដែរបាទដូចជាមានជំនឿជាតិវៀតណាមមានអីនៅទីនេះប៉ុន្តែនៅពីក្រោយហេតុផលនៃការស្នើឲ្យគាត់ចាក់ចេញនេះជាអ្វីអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននឹងគួរតែមានភាពស្មោះត្រង់នៅក្នុងការប្រាប់តើតើវាជាផែនការមេនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអីមួយហើយវិនិយោគទុនណាមួយនៅពីក្រោយពួកគាត់វាមិនមែនជារឿងអីត្រូវលាក់បាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្មោះត្រង់បែបនោះហើយយើងរួមបញ្ចូលនៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដូចខ្ញុំលើកឡើងពីដើមហ្នឹងតែគាត់មានជំនាញឲ្យជួយគិតគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចនឹកឃើញយើងអាចរកឃើញនៅចំណុចមួយដែលអាចដោះស្រាយរកច្រកចេញបានជំនួសឲ្យការដែលធ្វើទៅទាំងប្រទាំងប្រទេសឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានពិតជាមានអ្នកវិនិយោគនៅពីក្រោយគេចាប់ប្រាំតំបន់ហ្នឹងហើយគេអត់ចង់ឃើញសហគមន៍ហ្នឹងនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទវាមិនមែនជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំដឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងផ្អែកទៅលើការជជែកនៅក្នុងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងយើងស្នើឲ្យអ្នកវិនិយោគនោះគាត់ទម្លាក់បាទគាត់ចំណាយថវិកាណាមកខ្ទង់នៅក្នុងការចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលយើងកំពុងជាប់គាំងរឿងសហគមន៍ដែលនៅក្នុងនៅលើទឹកហើយខ្ញុំគិតថាមុននឹងយើងឈានទៅដល់ការបង្កើតអីមួយថ្មីយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការសិក្សាមួយសិនយើងសិក្សាអំពីមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានជាមួយនឹងភូមិបណ្ដែតទឹកអស់នោះទេប៉ុន្តែកត្តាសង្គមបាទកត្តាប្របីនៃវប្បធម៌ដែលលោកកុងហ៊ីងលើកពីដើមថាគាត់ធ្លាប់បង្កើតរស់នៅអញ្ចឹងដេញគាត់ទៅលើធ្វើទេឲ្យគាត់នៅគាត់មិននៅគាត់ធ្លាប់មកដដែលអាហ្នឹងហើយជាអ្វីដែលយើងត្រូវការសិក្សាអញ្ចឹងយើងធ្វើការសិក្សាមួយឲ្យចេញជាលទ្ធផលមួយហើយយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈដោយមានការចូលរួមពីសហគមន៍មូលដ្ឋានខ្លួនឯងហ្នឹងជួនកាលសហគមន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់មានវិធីនៅក្នុងការគិតថាតើគាត់រស់នៅបែបណាគាត់មានភាពច្នៃប្រឌិតបែបណាអញ្ចឹងអរវាមានជាការសិក្សាមានការចូលរួមអញ្ចឹងទៅហើយរដ្ឋឬក៏អ្នកវិនិយោគយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងការចូលរួមថវិកានៅពេលនោះវាអាចចេញជាអីមួយដែលខ្ញុំអានេះគ្រាន់តែជាការនិយាយការសម័យសម័យនិងជាការត្រួសត្រាយផ្លូវជាជំហានជំហានបាទសម្រាប់អ្វីដែលយើងនឹងគួរធ្វើហើយវាអាចបើសិនជាការសិក្សានេះមានការចូលរួមពីគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអញ្ចឹងมันមានភាគីណាមួយប្រទោសអ្នកណាទេឥឡូវហ្នឹងយើងឃើញថាមានត្រឹមតែសាលារីតានីនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានអញ្ចឹងពីរអ្នកហ្នឹងជួនអ្នកផ្សេងតួអង្គផ្សេងអ្នកវិនិយោគឧទាហរណ៍បើមានណានៅពីក្រោយតែចាប់អរំតំបន់ហ្នឹងក្រសួងធនធានទឹកក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងសង្គមកិច្ចនការងារក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកណាមកពីណាបាទទាំងអស់ហ្នឹងគួយជជែកគ្នាមើលហើយយើងគួរធ្វើអីរួមគ្នាមួយមកបាទដល់ពេលនោះអាចទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានទាំងសាធារណជនគឺយើងស្ងប់ចិត្តទាំងអស់គ្នា
bà bà ô con chân lúc hai mặt đông để chia tì để chia sẻ chia sẻ tin bức xa ai kỳ rích phần này thôn thiên thông chiếc nâng ạ cả thiết đại bàn chỗ rùm bắt đầu kênh phía xa trung bình bởi thiết bọt này hay nâng ô con lúc hợp phụng hình này chia sẻ mà chức sẻ mà cùng nhận định sát nâng ai cùng ràng tớ có cô khai phụ sát ấy nó đại bàn chỗ rùm đại xung chứng lý tập bản sát đào xa tại phía này kênh phía xa bàn đó tìm chào hai bạn.